Các bạn biết đấy, cứ mỗi dịp mà đến ngày 30 tháng 4, ngày lễ chiến thắng Tết Thống nhất của đất nước ấy, thì bên cạnh cái niềm vui chung của đại đa số người Việt Nam ấy, thì vẫn còn lạc lõng những tiếng nói gọi là ngược dòng. Nếu như trước đây những cái tiếng nói này nó chỉ xuất phát từ bên kia đại dương hoặc là núp sau cái bàn phím, thì hiện tại ấy, lạ lùng thay là nó có thể xuất hiện ngay tại trong nước, ở trên mặt báo và từ những người mà không có ai ngờ được. Chẳng hạn như những bài viết của ông đại tá Nguyễn Huy Viện, nguyên trưởng ban tuyên huấn của Học viện Quân y, những ngày gần đây là một trường hợp như vậy. Nhân dịp 30 tháng 4, ông Viện đã có hàng loạt cái bài đăng trên báo. Cụ thể là báo điện tử, là như là cái bài mở lòng bao dung hòa giải để đoàn kết hòa hợp dân tộc trên Việt Nam Net, và dịp 30 tháng 4 năm ngoái là bài có hòa hợp dân tộc mới có quốc thái dân an trên giáo dục Việt Nam, và trên trang Facebook cá nhân cũng nhiều bài nữa đều với chủ đề là kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc. Điều đó cho thấy là ông Nguyện ông rất tâm huyết với vấn đề này. Nhưng mà tâm huyết là một chuyện, còn đúng hay sai thì lại là chuyện khác. Về cái vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc này thì không hề mới. Cách đây gần chục năm tôi đã trình bày chi tiết trong một cái bài viết có tên tựa đề là chuyện chuyện Mã Ngụy và hòa hợp hòa giải dân tộc, hòa hợp dân tộc. Thì lát nữa tôi sẽ để cái link bài viết ở trên trên cái phần mô tả của video cho các bạn. Trước hết cần phải khẳng định đây là một cái chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và ngày đầu cách mạng, tức là trước gần một thế kỷ trước chứ không phải là mới mẻ gì cả. Nên lý ra không có gì để tranh cãi. Nếu như người ta không có lợi dụng cái chính sách này để xuyên tạc, để suy diễn sang các vấn đề khác. Vậy thì người ta có thể suy diễn xuyên tạc sang vấn đề gì? Cái điều mà người ta nói nhiều nhất và cố gắng hướng nó qua nhiều nhất là việc nội chiến hóa cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, của người dân tộc Việt Nam, là tái lập cái âm mưu mà của đế quốc ngày xưa nó sử dụng, là dùng người Việt chống người Việt. Vỏ là miệng thì nói là hòa hợp hòa giải nhưng mà thực chất lại là chia rẽ và ly tán. Một ông đại tá tuyên huấn như ông Viện ấy, thì hơn ai hết là ông này ông phải hiểu rõ cái bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Nhưng mà trong tất cả các bài viết của ông ấy thì ông ấy luôn cố gắng khẳng định và hướng cái cuộc kháng chiến đấy sang là bản chất thành một cuộc nội chiến. Ấy, chẳng hạn như là mở đầu bài viết trên Việt Nam Net, ông ấy trích lời dẫn là được cho là của Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ ấy, sau cuộc nội chiến Mỹ, là một cuộc nội chiến thì không có người chiến thắng. Các bạn phải biết là cuộc chiến tranh tại Mỹ năm 150 năm trước ấy thì đúng là một cuộc nội chiến, và nó là kết quả của đỉnh điểm mâu thuẫn giữa cái thằng giới chủ ở miền Bắc và giới chủ công nghiệp miền Bắc và giới chủ đồn điền ở miền Nam để tranh giành cái nguồn tài nguyên và cái nguồn nhân lực. Nói ngắn gọn thì là cái cuộc chiến này là vì quyền lợi của giới chủ và được tưới bằng máu của nhân dân Mỹ. Và chiến thắng ấy không phải là không thuộc về ai mà nó thuộc về giới chủ miền Bắc. Lời của không thuộc về ai là cái lời thảo mai của ông Lincoln để ông ấy chiêu dụ nhân dân và lính tráng thôi, những người đã hy sinh rất nhiều trong cái cuộc chiến đó. Rồi cũng vì cái quyền lợi của giới chủ thì chả bao lâu sau khi đọc diễn văn chiến thắng thì Lincoln nhận một viên đạn vào đầu. Đó. Cùng với đó thì những cái lời nói, những lời rao giảng nhân văn của ông Lincoln ấy thì nó cũng chỉ có giá trị gọi là để trang điểm cho những cái bài diễn văn mà sướt mướt. Như... Bởi trên thực tế thì cái mâu thuẫn giữa người Bắc và người Nam ở Mỹ ấy, nói chung cho đến giờ thì nó vẫn cứ tồn tại bên bây giờ. Tất nhiên là càng ngày nó càng đỡ đi thôi, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Các bạn có thể hỏi các bạn du học sinh hoặc những cái bạn mà làm việc tại Mỹ thì họ họ hiểu rõ cái vấn đề đó.
Thế còn về số phận, còn nói riêng về số phận người da đen là những cái người mà gọi là đối tượng được giải phóng trong cái cuộc nội chiến, thì các bạn biết đấy, cho đến thế kỷ 20 thì họ vẫn bị treo cổ công khai, rồi đến thế kỷ 21 này rồi thì họ vẫn bị kỳ thị, bị bắn bắn bỏ bừa bãi thôi. Ngay ngay cái dịp Covid đây cũng nổi lên cái việc họ bị kỳ thị đối xử trong việc chữa trị ấy. Mới gần đây thôi. Vậy mà ông đại tá thì ông đem cái cuộc nội chiến ông đi so sánh với cái cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, hay đem cái lời thảo mai của cái ông tổng thống nước ngoài đi dạy dỗ người Việt về sự hòa hợp. Cái trên báo ấy thì có thể là mới chỉ là ám chỉ cuộc kháng chiến chống Mỹ là nội chiến, nhưng mà trên các bài viết trên trang Facebook của ông Viện ấy, và các trang bình luận trên trang Facebook của ông thì ông hịch toẹt ra luôn. Trong một cái gọi là cái bài viết dịp 30 tháng 4 ấy, thì ông ấy tỏ ra khó chịu với cách mà cái chương trình TV chào mừng 45 năm thống nhất đất nước, vì ông ấy cho rằng là khuếch trương chiến thắng để chào mừng 30 tháng 4. Ông ấy khó chịu với sử dụng cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền, vì cho rằng nó là miệt thị hạ nhục những người đồng bào bên kia chiến tuyến. Bởi vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa được Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris thừa nhận là chính quyền hợp pháp. Thậm chí trên phần bình luận của ông ấy thì ông ấy còn khẳng định là nội dung tuyên truyền đừng làm một nửa đồng bào của cả nước bên thua cuộc phải nhún nhát như cách hiện tại. Không rõ là khi mà tại chức tuyên huấn thì ông rao giảng những gì, nhưng mà đọc những lời lẽ này thì một kẻ dân đen mắt toét như tôi ấy cũng thấy bất ngờ với cái nhận thức của ông ấy. Tại sao vậy? Tôi cũng giải thích luôn dưới đây. Thứ nhất là về cái cuộc chiến thắng trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta ấy, thì đó là một cái chiến công vang dội toàn cầu rồi trong thế kỷ 20. Chưa kể là cái phần dạo đầu ấy, tức là cái cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp mà thực chất là do Mỹ chống lưng, đã trở thành cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều dân tộc bị áp bức, người ta vùng lên là giành độc lập. Đó là một cái hiện tượng lịch sử khách quan và được cả thế giới công nhận rồi. Thiết nghĩ là chả có một cái vần thơ, áng văn hay bài báo, phim ảnh nào có thể gọi là lột tả hết cái sự vĩ đại đó. Ấy thế mà ông lại bảo chương trình chào mừng là khuếch trương. Tôi thì tôi cho rằng, tôi mạnh dạn đoán là chắc là ông Viện này làm quân đội lâu năm, nhưng mà chắc chưa chưa phải là một người lính chiến ngày nào cả, nên là ông ấy mới không xem trọng cái công lao của những người chiến sĩ và nhân dân ngày trước ấy. À. Thứ hai là ông đại tá này ông chả hiểu hoặc giả vờ không hiểu gì về 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 ngôn ngữ. Trong bài viết mà lúc nãy tôi nói là chuyện mà ngụy và hòa hợp dân tộc, tôi đã giải thích rõ ràng về cái từ nghĩa nghĩa của từ ngụy. Đại khái là ngụy quân ngụy quyền là một cái quân đội, một cái chính quyền nó không chính danh, không đúng theo cái nguyện vọng của nhân dân. Ngụy nó là từ chỉ bản chất chứ không phải là từ để kỳ thị. Ở thời kháng chiến chống Pháp cũng thế, từ ngụy binh đã được Bác Hồ và các lãnh đạo đảng sử dụng công khai, sử dụng nhiều lần trong các văn bản chính thức, thậm chí như là cái thư gửi ngụy binh của Bác Hồ, tức là gửi trực tiếp cho những cái người 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 ngụy binh, là bao gồm người đầu hàng và những người muốn đầu hàng hoặc là muốn hứa hẹn với lại cách mạng gì đấy, thì vẫn dùng từ ngụy binh bình thường và gọi thẳng bản chất của những người lính ra. Đó là cái gọi đúng đắn, gọi rõ ràng, người chỉ thẳng vào bản chất rạch ròi đúng sai chính tà thôi, chứ không phải là mang tính miệt thị hạ nhục như là cái ông đại tá quy kết. Thứ ba là ông đại tá ông mưu cầu cái sự chính danh cho chế độ ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa bằng cách bịa, hoặc là ông không biết mà ông nói liều rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa được Hiệp định Geneva và Paris thừa nhận là chính quyền hợp pháp. Thực tế thì Việt Nam Cộng Hòa còn ra đời sau cái Hiệp định Geneva, và cả hai cái hiệp định này thì cũng chả có câu nào gọi thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền hợp pháp như ông nói rồi. Nên nhớ rằng là đại diện cho hai bên tại Hiệp định Paris 1973 là ai? Là Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ. À không, xin lỗi các bạn, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa chỉ là cái con rối nó đi theo ông chủ Mỹ mà thôi. Vậy cái này là hoàn toàn sai trái. Thứ tư là ông Viện ông ấy hàm hồ ông quy kết này, nội dung tuyên truyền đừng làm một nửa đồng bào của cả nước bên thua cuộc phải nhút
bói như hiện tại, bói gì buốt nhói như hiện tại. Cái này là trắng trợn xuyên tạc lịch sử, chia rẽ hai miền Bắc Nam để biến cái cuộc kháng chiến thành một cuộc nội chiến, chả khác gì cái luận điệu Bắc Việt xâm chiếm cưỡng chiếm miền Nam của cái đám ngụy già đang sống nốt cái phần đời còn lại hậu Đu Cảng ở bên Cali cả. Ông đại tá Tôn Luấn thì ông chả lẽ ông không biết rằng 2 phần 3 số lượng bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện là thuộc người miền Nam, tức là vị tuyến phía Nam vị tuyến 17. Thế ông ấy là đại tá Tuyên Huấn, chẳng lẽ ông ấy không biết rằng lực lượng chính mà vật lộn với Mỹ suốt mấy chục năm trời đó, tại miền Nam là cái gì? Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam mà chủ yếu là người miền Nam. Ông ấy, đại tá Tuyên Huấn, ông ấy không lẽ ông không biết rằng cả cái đội quân du kích mà bám thắt lưng địch mà đánh đó, trong cái bối cảnh mà cả nửa triệu quân Mỹ và chư hầu và chưa kể là hàng triệu quân ngụy nhung nhúc ở miền Nam, vậy làm sao mà tồn tại được, chứ đừng chưa nói là chiến thắng, nếu không có sự bảo vệ bao bọc che chở và giúp đỡ của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam miền Nam. Đó. Ông đại tá, ông có chẳng lẽ ông không biết rằng là cái người tổng chỉ huy trưởng của cái cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi cuối cùng là người miền Nam, tổng bí thư Lê Duẩn. Đó. Thế thì tại sao ông dám nói ra cái câu là nửa đồng bào bên thua cuộc? Sao ông dám vậy? How dare you? Nói thêm về cái vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc ấy, thì như lúc nãy tôi đã nói, đây là một cái chính sách lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí từ trước khi trước 1945, đúng là từ thời Đảng ra đời đã thế rồi. Nên nhớ rằng sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Bảo Đại và nhiều quan lại triều đình thì vẫn được mời vào các ghế và trong chính phủ, thậm chí là đối với lại các đảng phái đối lập vẫn thế, vẫn là đối lập chống đối và phản động thì vẫn thế. Còn về hòa giải, Hồ Chủ tịch đã từng 8 lần viết thư và điện cho Tổng thống Mỹ Truman để đề nghị mối bang giao nhưng mà bị từ chối. Và cho đến hiện nay thì việc hòa hợp hòa giải được chúng ta làm rất tốt, thậm chí nhiều tay chống cộng thâm niên ở bên bên trên phố Vân Sa bây giờ cũng quay đầu vào bờ về nước, hót như khứu, lại quay ngoắt 180 độ. Đặc biệt như là cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ấy, cũng úp mặt là xung quê từ lâu rồi, thậm chí con gái ông Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì đã quá quen thuộc cái việc kiếm tiền ở quê nhà này. Vậy mà ông viện ông ấy viện cớ vào một cái gọi là một bộ phận không nhỏ người Việt cả trong và ngoài nước để vẫn chưa hết hiềm khích hận thù giữa người bên này ở bên kia chiến tuyến. Bởi vậy cứ dịp 30 tháng 4 trên mạng xã hội lại diễn ra tình trạng công kích, thóa mạ, miệt thị lẫn nhau giữa những người mang nặng đầu óc thù hận để kêu gọi hòa hợp hòa giải. Nói ra thì buồn cười nhưng mà cái tình trạng này là do chính những cái người mà nắm quyền quản lý, đặc biệt là cái mảng tư tưởng, và Tuyên Huấn của ông Nguyện cũng là một một, một 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 mảng trong đó, đã bỏ lòng cái chiến địa này. Rõ ràng ông đại tá không biết rằng, không biết là cái ông đại tá này ông biết đến Internet từ bao giờ, nhưng mà từ 20 năm nay, từ khi mà Internet du nhập vào Việt Nam và phát triển tại Việt Nam, thì cùng với đó là hàng hà sa số cái trang web, các tài khoản mạng xã hội tích cực xuyên tạc lịch sử, cổ vũ cho cái quái thai Việt Nam Cộng Hòa và chống phá tình hình chính trị xã hội trong nước. Để rồi bây giờ các bạn biết là một ông già nông dân, một cậu bé mới lớn thì đều có thể dễ dàng tìm thấy và tiêm nhiễm thông tin độc hại từ những cái kênh YouTube, các trang mạng xã hội này. Và bản thân những cái kênh YouTube mạng xã hội đó thì họ lại được tài trợ, được quảng cáo nhiều như là những cái tờ rơi ở các góc ngã tư vậy. Và họ cũng phát biểu, tức là những cái ông già rồi trẻ con bị tiêm nhiễm, họ phát biểu nhiều thứ cũng giống hết lý luận của ông đại tá về nội chiến này. Trời ơi, đâu nếu mà cái ông đại tá ông ấy quan tâm đến tình hình chính trị trong nước ấy, thì có hẳn nhớ cái cuộc bạo loạn ở Bình Dương năm 2014, ở Bình Thuận 2018, rồi gần đây các vụ âm mưu và đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất cũng định vào dịp 30 tháng 4 và đánh bom trụ sở công an ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả chủ mưu và thủ ác đều bị tiêm nhiễm hoặc là đứng đằng sau những cái trang mạng này cả. Như vậy thì họ không phải là cái vấn đề
về hòa hợp hòa giải nữa, mà là họ là đối tượng gọi là chống đối, là kẻ địch thực sự. Tất nhiên là ở đời thì có ăn cắp thì có bà già thôi, nên là cái chuyện mà lịch sử bị xuyên tạc này, đất nước bôi nhọ đã khiến cho những cái nhiều người, mà đặc biệt là cái giới trẻ, họ không thể ngồi yên, họ đã không tiếc công sức mà tìm hiểu rồi thời gian để phản bác lại những cái luận điệu sai trái đấy. Và thực tế thì sao, họ gặt hái được nhiều nhiều gọi là thành quả, như khi bây giờ là rất nhiều người người ta đã hiểu biết hơn về cái bản chất của những cái kẻ bên kia chiến tuyến. Đúng, đây là một cuộc chiến thông tin, nơi mà những cái người mà được đào tạo mà cơm bài bản rồi được ăn lương như như ông đại tá đây bỏ bê suốt bao nhiêu năm, rồi để đến khi mà lĩnh sổ hưu ấy, thì các ông lại cào bằng tất cả, ông coi địch cũng như ta, ông kê cao ghế ngồi rồi mạnh miệng chê bai, nói lời giáo huấn rồi kiểu cải lương như vậy. Bản thân tôi sống trong miền Nam, tôi cũng thừa cái thâm niên gọi là thóa mạ theo cái cách gọi là của ông Viện á, những kẻ ba que trên mạng. Nhưng mà ngoài đời thì cũng không ít lần gặp gỡ nhậu nhẹt với những người thuộc chế độ cũ, tức là từng là lính ngụy, nhưng giữa chúng tôi chả có gì hận thù cả. À, bởi những cái kẻ ba que trên mạng và những người lính từng là lính ngụy là hai đối tượng khác nhau, một là kẻ địch hiện tại và một là những người công dân chí thú làm ăn, có vấn đề gì đâu mà phải hận thù, phải chửi bới nhau. Nhưng mà khi mà trại dư tử hậu ấy, thì người ta chỉ chửi quan lại tham quan, những cái hiện tượng nhũng nhiễu, những cái kẻ mà gọi là sáng cấp ô đi chiều cấp ô về, những cái kẻ ăn cháo đá bát rửa mặt cho giặc, chứ chứ không có chửi nhau về quá khứ từng là ngụy. Thử hỏi ông Viện là ông có biện pháp gì để hòa hợp hòa giải những cái người như vậy với lại đám tham quan này, đám vong bản ngụy sử không? Đó. Mà nhưng mà lại ngược lại, ở ngoài Bắc tôi thấy lạ kỳ, những cái người mà thương vay khóc mướn cái kiểu này là hầu hết lại là những người ở ngoài Bắc. À, chưa kể là những cái thành phần mà suốt ngày khoác lên cái người cái bộ quân phục của cái đội quân chết cách đây nửa thế kỷ, long nha long nhong diễu hành khắp đất nước như là của cái đội của cái ông diễn viên gì là già ấy. Đó, cũng là toàn là dân người Bắc rồi, thế xong là ngồi ngoài đó rừng mỡ quá mà bắt đầu khóc cho miền Nam nửa dân tộc bên thua cuộc. À, nói lại là đóng lại là không 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 biết lý do vì sao, không biết là vì nhận thức hay là vì 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 mục đích riêng gì ấy, mà ông đại tá Viện lại cố đấm ăn xôi để cào bằng lịch sử, nó biến cuộc kháng chiến này thành nội chiến, rửa mặt cho ngoại bang hơn gì nữa, bằng cái chiêu bài đánh vào cái lòng trắc ẩn của mọi người như thế. Nhưng mà hy vọng rằng là ông cũng sớm ra nhìn nhận ra vấn đề và để tâm tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, về chính sách và thực tiễn của hòa hợp hòa giải dân tộc, để những cái dịp 30/4 tới là tôi không phải chứng kiến những cái bài viết lạc lõng như vậy của ông nữa về vấn đề này. Còn về bản chất của ngụy quân ngụy quyền ấy, chúng ta cần phải không ngừng nhắc tới, như là chúng ta vẫn nhắc tới Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa vậy thôi. Vậy đó là cái bài học lịch sử và bài học làm người cho các thế hệ người Việt. Nếu mà các bạn mà chảnh mảng ra một chút thôi thì cũng không ít kẻ sẵn sàng tô son chắc phấn lên những cái xác chết đã thối rữa đó để lừa bịp chúng ta, lừa bịp người Việt đó. Vậy tôi nói vậy có đúng không các thế chủ? Bạn nào có ý kiến phản bác thì cứ nhắn comment bên dưới, là trên Facebook của tôi Đạo Sĩ Chân Gà, và trên trang web đạosichangoa.com, hoặc là email đạosichangoa@gmail.com. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.